Tiến Linh cảm giác khi nào khi mà như là bóng đá châu Á đề xuất là Tiến Linh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại vòng chung kết sắp tới? Đó cũng là một cái vinh dự lớn cho Linh, và đó là một cái động lực rất là lớn để cho Linh cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có thể bước sâu vào vòng chung kết U23 châu Á. Hôm nay là thì đội sẽ lên đường rồi, thì trước khi chọn lên đường sang Thái Lan thì lúc này thì cần bao nhiêu nào vào châu Á? Thì đến thời điểm này thì mọi thứ chuẩn bị đang rất là tốt và mọi thứ đang đi đúng quy đạo của nó. Mọi thứ thì tâm lý cũng như là tinh thần của tất cả của toàn đội cũng đang có một tinh thần rất là cao và sẽ hướng đến một chung kết U23 châu Á đầy đủ. Lúc này thì cái sự cạnh tranh trên hàng công đối với Tiến Linh thì Tiến Linh cảm giác thật sự thì cái sự mọi thứ đều có sự cạnh tranh công bằng, và em cũng như mọi cầu thủ khác ở cùng vị trí thì đang nỗ lực hết mình để giành một suất đặc biệt. Trang đã thiết của Thái Lan có một câu nói là các cầu thủ Việt Nam quy đấu thi đấu quyết tâm vì là mức lương nó hơi thấp. Thì theo Tiến Linh có suy nghĩ như thế nào về câu nói? Thật sự thì đối với câu nói thì em không nghĩ lắm, tại vì tất cả các cầu thủ Việt Nam luôn chiến đấu vì chiến đấu vì một quả sắt áo, vì cái logo trên chiếc áo của mình, và không bao giờ. Cái điều đầu tiên là khi mọi người bước ra sân là chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc, nên không phải quan tâm đến tất cả những gì khác. Ok, thank you.